là nhiều, nhưng mà có lẽ cái điều áp lực nhất đó là Tuấn rất sợ đón tiếp mọi người không chu đáo. Chúc mong là mọi người là sẽ thông cảm nếu như mà có sự đón tiếp thì sai sót. Mong là cảm ơn cả mọi người. Sau khi cảm ơn xong thì ông đã quên câu hỏi rồi. Câu hỏi là người ta ép mình thì mình có hài lòng trong tư thế bị ép không? Sao được cả đoàn phim trong tâm thế tự nguyện hết trơn vậy? Là ý tưởng là từ chị Vũ thể hiện lại với Tuấn, trình bày lại với Tuấn, chia sẻ với Tuấn thì Tuấn đồng ý cho dự án này. Thật ra thì sau cái dự án phim Hai Em, lúc đó là Tuấn đã nghĩ là Tuấn sẽ không làm web drama nữa. Thì có một lúc á, Tuấn mới nghĩ là nếu như mà một con người chết thì họ sẽ như thế nào, họ có gì luyến tiếc hay không. Thì khi mà Tuấn nói chuyện với chị Vũ á, thì hai chị em vô tình nó có một sự tương đồng là giống như cách nãy chị Vũ nói đó. Và xong hai chị em cảm thấy hứng với cái ý tưởng này quá, cho nên nó là mới đặt chị biên kịch là chị Thanh Vi để viết ra những kịch bản. Thật ra cái bộ phim này á, nó chỉ đơn thuần là một bộ phim giải trí thôi, nhưng mà sâu trong cái 21 tập này á, Tuấn và cả ekip mong muốn là sẽ lồng ghép những cái câu chuyện vào đó để biết đâu mọi người sẽ thấy được mình ở trong đó. Tại vì đối với Tuấn này nè, cái việc mà đau khổ nhất nó không phải là thất bại, mà nó cũng không phải là chết chóc. Phim này hoàn toàn không có chết chóc quá nhiều, nhưng mà cái đau khổ nhất đối với một người có lẽ là những cái điều mà đáng lẽ ra mình nên làm thì mình lại không làm. Thì đây chính là cái mà Tuấn cùng với lại chị Vũ và tất cả ekip muốn gửi đến tất cả mọi người, cho nên mới định làm sản phẩm này. Dạ, bây giờ cũng rất là hợp lý ha. Nghĩ thì tôi có nhắc về cái câu chuyện là Tuấn và chị Vũ ngồi nói chuyện với nhau về cái chuyện là chết sau này như thế nào. Câu chuyện có vẻ thú vị ha, thì hai chị em ngồi ơi sẽ chết sao mày? Ê, trời ơi sẽ chết, vui lắm ha. Hai chị làm phim luôn. Lý do nó hợp lý ghê đó. Thật ra Tuấn rất là vui khi chị Vũ cũng rất là máu giống như Tuấn. Mỗi lần mà bàn một cái ý tưởng nào đó, tại bản thân Tuấn là diễn viên mà, khi mà nhắc về phim á, Tuấn rất máu. Đúng rồi. Mỗi lần chứ, chị ơi, ý tưởng này được. Mình cũng sợ rồi, là thấy không làm hoài vậy. Rồi xong cái gì Vũ kêu được em, rồi xong cái hai chị em bàn rồi được, vậy gọi là đúng rồi. Và thực ra thì mà lần đầu tiên Tuấn tham quá nhiều công việc về sản xuất, về đóng phim, rồi về dựng phim, cho nên nó là không có kiểm soát được cái sức khỏe của mình, cho nên nhiều khi nó cũng gây ảnh hưởng không nhỏ. Ở trong cái dự án kỳ này á, thì Tuấn mới rút ra một kinh nghiệm là nếu mà chuẩn bị gì á thì hãy chuẩn bị trước đi, rồi khi mà đóng á thì Tuấn chỉ tập trung focus vào là Tuấn là diễn viên và phải 100% làm sao để hoàn thành cái vai diễn nó tốt nhất. Cho nên bây giờ Tuấn vẫn khỏe để ở đây để đón tiếp tất cả mọi người. Cũng hiểu bộ hết, không biết là bên nhà phía mình có chú ý để biết hay không. Cái thứ hai là khi mà mình xuống chỗ cũ á thì cả ba vị phán quan và ông Diêm Vương đều mặc áo dài màu đen, thì tại sao Tuấn lại mặc bộ đồ xuyên phim hiện đại, sao mình không đồng nhất cái trang phục đó thì sẽ thuyết phục hơn. Thứ ba nữa là về cái thời lượng phim, thực sự 10 phút nó hơi ngắn, và ngay khi tôi coi tập 1 thì cái dữ liệu và cái tình huống nó chưa nhiều, nó chưa có gì hắc hở, hoặc là nói chung là nó chỉ đơn giản là việc giới thiệu. Nhưng mà tại sao Vũ và ekip không gom lại khoảng 2-3 tập mình làm cho một tập, thì cái tình tiết và những cái chi tiết nó sẽ cô đọng hơn, rồi khán giả người ta mới hào hứng người ta xem tiếp những cái tập sau. Đó là câu thứ ba. Câu thứ tư là dạ hai tháng 5 câu luôn. Mình 21 tập đó là số tập quy định của bên Vũ từ khi trước khi làm cái phim này, hay là mình làm tới đâu mình để tới đó, và cái thời lượng nó dừng ở con số 21. Và một cái yếu tố đó là cái khung hình ở đây là hình vuông, thì tôi không biết là do kỹ thuật phòng chiếu ở đây hay là mình cố tình làm như thế để coi cái YouTube theo khổ dọc. Nếu mà làm như vậy thì những người coi trên cái máy tính á, thì nó sẽ như thế nào?
Dạ, xin được cảm ơn phóng viên Việt Hùng. Anh hỏi đúng 5 câu luôn đó anh. Dạ, và không, nhưng mà em rất thích câu hỏi số 4 của anh. Bởi vì là 21 tập phim thì hồi đó giờ chị Vũ cũng nói là chị cũng thích số 21 đúng không? Tại vì 21 ngày yêu em luôn. May mắn, dạ rồi, em xin mời chị chia sẻ cùng với Tuấn, chia sẻ nhiều hơn. Em chào anh bỏ ra cái hộp báo của em ha, anh gom lại hỏi 5 câu luôn. Em sẽ trả lời 3 câu và... em xin lỗi, em trả lời 2 câu, Tuấn và Huy sẽ trả lời 2 câu còn lại ha. Trước tiên là cái 21 tập là tụi em đã ý thức ngay từ đầu rồi. Có nghĩa là tụi em đặt biên kịch làm 21 tập luôn. Và em có nói với lại bạn Vi là làm sao mà giải quyết hết tất cả các vấn đề trong vòng 21 tập đó. Tại vì nó có một cái kỷ niệm với em, thật ra hồi đó thì em không có thích cái số 21. Nhưng mà sau khi cái phim 21 ngày yêu xong thì em có một số chia sẻ là em lại gặp, em và Tuấn gặp rất là nhiều may mắn trong con số 21. Sau bộ phim kết thúc thì tụi em đạt được cái sub của kênh đó là 2.100 sub trong một hai cái ngày đầu tiên. Một số cái nữa, nói chung là tụi em cảm thấy mỗi lần đụng đến số 21 là rất hợp lý, rất là may mắn. Rồi mấy cái ngày mà em ký hợp đồng cho Tuấn đều dính vô ngày 21 hết, cho nên là em với Tuấn hơi tâm linh cái là thôi giờ mình sẽ đặt 21 tập đó. Và cố ý họp báo ngày 21. Thật ra là mới đầu là tụi em định đặt họp báo vào ngày hôm qua, nhưng mà em nghĩ thôi là phải một ngày đi để 21 cho nó hơn. Hy vọng là sau cái bộ phim này nó sẽ hơn thiệt. Cái tiếp theo em có một cái chia sẻ này. Thật ra là tụi em đã gom 4 tập phim lại thành một file rồi. Có nghĩa là ngày hôm nay là các anh chị sẽ được, đúng ra là các anh chị sẽ coi được 4 tập phim. Em biết là mỗi tập 10 phút thì nó rất là ngắn, em biết chuyện đó cho nên em gom lại 4 tập. Tại vì 2 tập đầu là giới thiệu về nhân vật thần chết thôi. 2 tập sau sẽ là rất là nhiều câu chuyện, mà trong đó sẽ có một số câu chuyện rất rất cảm động. Nhưng mà do em với Thịt Kho nãy giờ ngồi bàn với nhau là thời lượng mình kéo dài cái họp báo nhiều quá đó, em sợ là nếu em chiếu tiếp tục 2 tập còn lại mấy anh chị về hết không ai đặt câu hỏi tụi em. Cho nên là giờ mấy anh chịu khó đặt câu hỏi với em đi, rồi em chiếu thêm 2 tập còn lại cho mọi người. Và cuối cùng là cái định dạng khuôn vuông này là do tụi em nhắm đến cái thị trường của Facebook với Instagram. Có nghĩa là ngoài chuyện YouTube thì tụi em sẽ phát triển trên Facebook với lại Instagram á. Thì cái định dạng hình vuông này nó sẽ rất là dễ coi. Và tụi em, có là tụi em đem rất muốn mở rộng thị trường thêm cho, không phải là hẳn YouTube nữa. Dù gì cũng đã bỏ tiền ra để đầu tư rồi thì mình càng phủ sóng thì càng tốt. Đó là cái ngay từ đầu tụi em đã, khi mà quay hình vuông gì thì rất là khó mọi người. Tại vì mọi người coi không quen sẽ rất là khó chịu và rất là nhiều người lướt qua. Nhưng mà nếu mà mọi người có quen rồi, mọi người sẽ cảm thấy là mình sẽ focus vô cái câu chuyện đó, cũng hay lắm. Nói chung là em nghĩ là mỗi định dạng sẽ có một cái gu riêng. Vậy thì mình coi trên máy tính á, máy tính thì nó có biển hình vuông không? Dạ, biển hình vuông luôn ạ. Dạ. Bây giờ em sẽ dùng lại câu hỏi cho Tuấn với Huy ha. Dạ, trước hết em cảm ơn thoại của anh Hùng. Thì em bổ sung thêm một cái lý do tại sao mà em lại kiếp chọn khuôn vuông. Tại vì trước đó em cũng đã có xem một cái bộ phim của Mỹ. Thì khi đó em thấy cái cách họ dựng khuôn vuông, khi mà mình xem á, em biết là mọi người sẽ rất là khó khăn. Tại vì định dạng bây giờ định dạng 16:9. Nhưng khi mà làm khuôn vuông á, mọi người sẽ focus tập trung vào câu chuyện nhiều hơn. Em, anh Huy và bạn edit phim đã mất gần một tuần để có thể định dạng được, định hình được là cái màu phim như thế nào. Tại vì quay cái khuôn vuông rất là khó khăn, mà thậm chí là tụi em quay trong một cái phòng hồng người chết á, nó chỉ có 9 mét vuông thôi. Thì khi mà xem á, nếu mà không khéo mọi người sẽ rất là bị ngợp. Tại vì sao? Cộng qua cộng lại liên tục. Nhưng mà em muốn là cái cuộc đối thoại giữa thần chết và cái người vong hồn này nó phải thực sự tập trung. Tại vì khi mà người tập trung, người ta sẽ hiểu được lý do vong hồn này tại sao mình đã chết. Tại vì em muốn mở rộng nhiều cái thông điệp hơn. Cái khuôn vuông này nó cũng gây nhiều sức ép, nhưng mà nó cũng sẽ là một cái điểm mới lạ trong cái phim kỳ này. Dạ. Còn em xin trả lời câu đầu tiên của anh là cái câu về tại sao nhân vật này là nhân vật thần ngủ lại
đi ra trà sữa mà đi bộ. Thật ra thì em nói không phải là em chống chế, tại vì nhân vật cái thằng Vũ này, cái quán trà sữa của cái bạn này á, tại vì cái background bạn này không có quá nhiều tiền đâu. Bạn này chỉ là mở một cái tiệm trà sữa cá nhân thôi, và bạn này có dành dụm một cái số tiền để làm thành một cái twist đằng sau. Nó cũng có cái lý do, cho nên là bạn này tiết kiệm hết mọi thứ. Và cái phương châm của bạn này là phải giao tận hàng, tận nơi, tận tay. Đó. Em không phải là chống chế, nhưng mà em muốn có một cái gì đó nó rất là lạ. Còn tại sao nhân vật của bạn này khi mà xuống địa phủ lại không mặc áo dài, mà ba nhân vật kia là mặc áo dài? Thật ra hai trợ hai chị với lại một cái điều nữa là tụi em khi xác định làm phim này tụi em không có đặt nặng về vấn đề chết chóc quá nhiều, mà tụi em muốn, giống như em nói là em và ekip muốn làm bộ phim về giải trí, cho nên nó làm mọi thứ nó rất, em muốn là có một sự gần gũi đối với tất cả mọi người. Giống như nếu anh để ý kỹ, Diêm Vương sẽ không ai bóc lỗ tai hết, Diêm Vương sẽ không ai mặc áo dài mà đeo cộng dây nịt hết. Và sau cái tập 3, sau cái tập 4, tại vì mọi người khi mà mọi người mới coi tập 1, tập 2, mọi người sẽ bị nói chung là sẽ không có nhiều thông tin về những nhân vật khác nhau. Nhưng em nói đây không phải là em spoil phim, mà là khi mọi người xem những tập sau thì mọi người sẽ là cái cuộc sống ở dưới đó, nó giống như là cuộc sống bây giờ đó. Ai thích mặc gì mặc, ai thích muốn làm gì làm, chẳng qua đi tới công sở mình phải như vậy thôi. Và cái background Diêm Vương này là một cái người kiểu rất là đam mê thời trang nhưng mà kiểu không tới. Đó cũng chỉ là một cái ý mà tụi em em xin lỗi anh Đức, dạ không phải, tại vì cái này là cái background nhưng mà Diêm Vương chứ anh Đức ở ngoài rất là dễ thương, dạ rất là fashion đó. Nó chẳng qua là cách tạo hình nhân vật để cho phim em nó cảm thấy dễ chịu hơn thôi, dạ chứ nó không có.